Dạ rồi, xin chào tất cả các anh đã đến với kênh Kho Đồ Nghề Nhật Bản của em. Thì đây là clip số 480. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 29 mã sản phẩm. Em xin phép lên mã đầu tiên của ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con bào gỗ của nhà Hotan ha các anh. Thì con này là nó khá là quen thuộc rồi ha các anh, với tổng chiều dài là 25 cm, với cái bề mặt lưỡi của nó là 5.5 và cái mặt bào của nó là dạng bằng thép ha các anh. Đó, thì như các anh thấy là con này về cái độ dày dặn thì nó rất là dày dặn, để các anh có thể là mình có cái độ đầm để mình bào cho nó tốt ha. Ngoài ra thì ở trong cái con bào này nó sẽ có một cái hộp dự phòng, và cái hộp dự phòng này bên trong thì nó sẽ có như là lưỡi này, ở đây sẽ có thêm hai lưỡi này đó, một cái lục giác để các anh có thể thay mở lưỡi được ha. Đó, đây là toàn bộ bề mặt của nó, khuôn tem màng cho các anh ha. Đó, dòng bèo này thì khi mà mình bèo đó là cái lưỡi mà nó có cùn đó thì các anh có để mình thay luôn ha. Mã số 1 con này giá của nó là 430.000 nha các anh, mã số 1 430.000 ạ. Và mã số 2 là một con kìm mỏ quạ của nhà Hosan. Con này thì hàng của Nhật giúp em nha, các anh thấy này, logo này, và đây một cái thương hiệu nó cũng rất là nổi tiếng và gọi là nó xuất hiện rất là nhiều ha. Hosan hàng của Nhật. Thì như các anh thấy là con này cái tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm giúp em nha các anh. Đây, tổng chiều dài con này sẽ là 25 cm. Đây là cái số của nó này, đời của nó này, các anh thấy không? Thì bên trong răng lợi con này là vẫn còn ok để các anh có thể làm việc sử dụng được ha các anh. Đó, con này là các anh kẹp vặn đều là vẫn còn ngon hết ha. Đó, đây các anh có thể thấy này. Đó, thì con này thì em sẽ để giá thợ cho mình xài ha. Con này mã số 2, giá của nó là 250.000 giúp em, mã 2 250.000 nha các anh. Và mã số 3 là một con dao rọc giấy. Con này thì gọi là nó khá là đa năng ha, các anh có thể dùng để rọc giấy, rọc đề can, mình dùng trong bonsai cũng được luôn ha. Thì con này là nó là hàng mới luôn đó các anh, hàng của nhà Tajima ha. Đây là một cái dòng thuộc Tajima, tuy nhiên thì cái con này nó sẽ được sản xuất ở nước thứ ba, và đặt cái xưởng của nó ha, là nó sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên cái xưởng của nó là xưởng của Tajima luôn ha. Và những cái con này thì nó sẽ chuyên bán cho thị trường Nhật và thị trường xuất khẩu sang Mỹ hoặc là châu Âu ha. Nên là cái dòng này thuộc cái phân khúc là cao hơn, của gọi là cái phân khúc cao cấp hơn đó. Thì tại vì sao đây các anh nhìn thấy này, hay để em rút ra cho các anh thấy này. Đây các anh thấy này, thì những cái con dao rọc giấy này nó đều sẽ được trang bị một cái đế ha, hay một cái bao an toàn. Thì những cái con bao nó làm bằng nhựa ABS, là một cái nhựa gọi là nó rất là bền ha các anh, ABS một loại nhựa rất là bền này. Ở đây thì nó dạng như là bằng nhựa mềm ha, nhựa mềm, nhựa dẻo này. Đây, nó khóa an toàn lại này, các anh mở ra như thế này giúp em thì nó sẽ là cái size của con này là size L ha các anh. Khá là rộng. Thì tổng chiều dài của size này thì con này nó dài tổng là 17 cm giúp em nha các anh. Hàng Tajima rộng 17, dài 17 cm. Đây các anh có thể thấy này, đó, hàng mới 100% nha. Đó, con này hàng mới 100% nha các anh. Đó. Dạ rồi, con này mã số 3, giá của nó là 250.000 nha các anh. Đó, con này anh em mình mua số lượng lớn thì cứ nhắn em thì giá đẹp hơn ha. Đó, các anh mua về mình phân phối để mình làm rất là ok. Con này mã số 3 giúp em 250.000. Và mã số 4 là một con level ha các anh, con thước nhôm giúp em ha, thước thủy. Thì con này cái thân của nó là bằng nhôm, là các anh có thể thấy rất là đẹp ha. Con này là hàng của Made in Japan của KOD nè, với các thủy có này là 0 độ này, 90, 45 đầy đủ hết ha. Đây các anh có thể thấy này, đo lường là đầy đủ hết. Con này thì hàng còn rất là đẹp nha, con này nó không có 500 nha các anh. Tổng size của con này sẽ là
Con này nó dài tổng là 23 cm nha các anh. Đó, con này thì hàng còn rất là mới và đẹp luôn. Và những cái con mà nó chất dạng nhôm như thế này rất là bền và nhẹ, các anh có thể mình mang đi nó dễ dàng ha. Mã số 4 250.000 nha các anh. Mã 4 250.000 ạ. Và mã 5 là một con sữa lưỡi cưa, sữa hông cưa ha. Con này hàng của nhà Sonmat giúp em này các anh. Đó. Thì con này nó khá là đầy đủ thông số để các anh có thể làm việc ha. Đây. Có thể thấy này. Đó. Dạ rồi, con này thì nó giúp các anh đôi khi những cái lưỡi mà nó bị cong hoặc cái răng nó bị vên á, thì những cái con này các anh dùng để mình bẻ mình sửa nó lại rất là ok ha. Mã 5, giá của con này là 250.000 giúp em ạ. Mã số 5 250.000. Và mã số 6 là một con kiềm đa năng của nhà Mary. Con này là hàng của Nhật giúp em nha các anh. Đây, con kiềm đa năng. Đây, Mary Japan là đầy đủ ha. Đây là vỏ dạng cái thiết kế của nó. Vậy nè các anh, đây các anh thấy là nó khá là đều hai bên ha. Đó. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ dài là tầm 20,5 cm giúp em nha các anh. Con này dài 20,5. Các anh có thể thấy cái bề mặt của nó này, bề mặt còn rất là đẹp. Thì đối với những cái con mà cái bề mặt còn trắng như vậy á, thì nó rất là ít khi bị rỉ sét ha. Tại đây là một cái lớp phủ của hãng này. Đó. Thì nó là dạng kiềm đa năng, bên trong răng lợi ở đây. Đây là răng kẹp này. Đó, vẫn còn tương đối ha các anh. Đó. Xài là còn ngon ha. Ở đây là phần lưỡi này, lưỡi con này thì còn rất là khít này, có lưỡi tuốt nha. Đây, đây lưỡi của nó ha các anh. Đó. Này nhìn để thôi chứ nó không ăn vào lưỡi nha các anh, lưỡi nó còn ok ha, này nó không có bị ăn vào lưỡi nha. Đó. À, đây là cái bấm cốt này, bên sau đây là nó còn giống một cái khóa để vặn nữa nè. Con này mã số 6 giá 300.000 giúp em nha các anh. Mã 6 300.000. Và mã số 7 là một con búa đinh của nhà Dock Du. Con búa đinh này là nó thuộc size lớn nha các anh. Nó thuộc size lớn ha, nên nó đóng rất là khỏe. Size của con này phải lên tới là 39 cm, với cái đầu của con này là nó phải dài lên tới tầm là 14 cm ha các anh. Đó. Dài 39, hàng của Dock Du. Đây các anh có thể thấy này. Đây. Rồi, các anh thấy này, tay cầm rồi là còn ok, không có bị rách nữa. Tuy nhiên là nó hơi bị dính sơn chút xíu nhưng không ảnh hưởng ha các anh. Đó. Đây là kén bằng sợi thủy tinh nè, rất là chắc chắn. Đầu đóng là đầu đóng chống trượt nha các anh. Thì đối với những cái đầu đóng chống trượt này thì nó giúp các anh đóng chính xác, chịu lực và an toàn hơn ha. Đây là đầu nhổ đinh nè. Đó, trên đây là mọt các đường niêm của hãng, rất là chắc chắn. Con này mã số 7 giúp em, giá của nó là 330.000 nha các anh. Mã số 7. Mã số 7 330.000. Và mã số 8 là một con kéo thực cách thực phẩm, con kéo bếp nha các anh. Con này hàng của nhà Daewoo Nhật Bản này. Đây các anh có thể thấy thương hiệu của nó đây ha. Chất của nó là, hàng của nó là inox ha các anh, inox dòng thép không rỉ. Thì con này các anh có thể thấy là cái bề mặt của nó vẫn còn bóng gương rất là đẹp nha. Đây, để em mở bên trong cái phần lưỡi cho các anh thấy này, lưỡi con này là còn đẹp nguyên ha, bén ngon nha các anh ơi, không có sứt mẻ gì. Con này nó đẹp giống chưa sử dụng luôn các anh. Ở đây là nó sẽ có các đường lưỡi, đường răng cưa lưỡi ở đây ha. Thì đây, đối với những cái đường răng cưa như thế này thì khi các anh cắt nó có cái độ cấu và nó có cái lực nó bám lại để mình cắt, là nó ví dụ như cắt sụn, cắt xương đồ nó ok hơn ha các anh. Đó. Ở đây là dạng cái đồ kẹp càng cua ha các anh. Đây. Đó. Sơn còn ngon lành hết, này là sơn zin của hãng nha các anh. Mã số 8. Con này giá là 300.000 giúp em ạ. Mã 8 300.000. Và mã số 9 là một con dao chặt thép xanh hàng thủ công ha các anh. Con này thì cực kỳ chất trong ngày hôm nay. Thì tổng chiều dài của con này nó dài tổng là 43 cm, với phần lưỡi của nó là dài 15 và dày 7,5 ly. Các anh có thể quan sát cái đường sống dao của nó đây. Đường sống dao con này còn rất là đẹp nha các anh. Đó, rất là ngon ha. Đây là phun chữ giúp em nè. Hai cái bên lưỡi con này gọi là cái con này là tay trái tay phải đều xài được ha. Đó là dao hai lưỡi này, các anh thấy không? Hai bên lưỡi này. Đó. Canh tay trái tay phải đều xài ngon ha. Đó, thì con này các anh có thể dùng trong chặt gà vịt,
đó, các kiểu. Nói chung là các anh dùng để làm dao chặt, miễn là mình không không chặt xương ống nha, nó không chặt xương ống giúp em ha. Đó, còn xương chặt gà vịt hoặc các xương sụn các kiểu thì nó rạch chặt rất là ok giúp em nha. Nên con này anh nào mình thích sưu tầm những dòng độc đẹp lạ cũng chốt giúp em. Dạ rồi, con dao chặt thép xanh mã số 9 ha các anh. Đó, dao hai lưỡi, anh tay trái tay phải đều xài được, mã 9 ạ. Và mã số 10 là một con rút ri ve của nhà Lobster nha các anh. Thì như các anh thấy quan sát con này thì hàng còn rất là đẹp luôn ha. Cả về ngoại hình, cả về chất lượng, các đường, các đầu rút ở đây của nó dạng rút đinh tán. Con này còn rất là ngon ha các anh. Tổng chiều dài của con này thì nó dài tổng tầm là 27 cm, hàng của Lobster với cái gọi là nó dạng cái màu xanh nâu rất là đẹp. Thông số con này là 2.4, 3.2, 4 chấm và 4.8. Đây là những cái thông số cơ bản và các anh rút thông dụng ha. Mã số 10, con này giá của nó là 450.000 giúp em ạ. Mã 10, 450.000. Và mã 11 là một bộ bộ muỗng ha các anh. Một bộ đĩa muỗng này rất là đẹp ha. Bộ này thì nó sẽ full hộp của nó là như thế này, cực kỳ sang trọng. Thì đây là những cái gọi là những cái dùng trong nhà, nó thuộc cái phân khúc là nó cao cấp ha các anh. Đó, thì con này thì nó sẽ để vào trong những cái hộp như thế này để khi các anh có thể là mình cho tặng được luôn, hoặc là nó thể hiện được cái phong cách ha các anh. Đó, thì như con này thì một bộ của nó sẽ có 5 cái muỗng. Đây các anh thấy này, hàng mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng ha, full logo, full hàng hết nè. Các anh thấy nó sẽ đẹp đến từng chi tiết đây, để em cho các chiếu gần lại để các anh có thể thấy rõ hơn về cái muỗng này ha. Đây, muỗng này cực kỳ sang trọng nha các anh, rất là sang luôn ha. Đây, nó chạm khắc cực kỳ là tinh tế, đẹp từng nét luôn các anh ơi. Đây, hàng còn mới nguyên ha. Đây, để em mở ra cho các anh, tại vì nó trong đây em cũng hạn chế em mở ra, nhưng mà em sẽ em mở một cái cho các anh thấy. Đây, các anh thấy không ạ? Đó, rất là đẹp ha, muỗng này. Thì đối với những cái con này thì các anh có thể mình dùng ở trong uống trà, uống cà phê ha các anh. Đó, ăn chè các kiểu đều là ok hết, ăn yến các kiểu ha. Thì ở đây nó sẽ có một cái bộ thư ngõ của nó này. Đây các anh thấy không? Đây, những cái dòng cao cấp đồ của nó là đầy đủ hết ha, full hộp, full phụ kiện bộ này. Dạ rồi, mã này mã số 11 giá là 250.000 giúp em nha các anh. Đó, full hộp 5 cây, mã 11 250.000, rất đẹp ạ. Và mã số 12 là một con cưa ha các anh. Con cưa này hàng của Nhật giúp em này, Made in Japan này, các anh thấy không ạ? Con này thì nó sẽ có cái khóa ở đây, hiện tại thì em đang mở ha, có chữ free này, em đang mở này. Bên đây là lock và khóa này ha. Đó, thì con cưa này thì mình sẽ, khi mình mở thì mình sẽ mở ra như thế này. Đó, đây các anh khóa lại này. À, các anh khóa lại thì nó sẽ cứng lại ha. Đây, các anh thấy không? Lock và nó khóa lại. Thì con này cái lưỡi của nó sẽ là lưỡi 21 cm. Thì để em đo cái tổng thể của con này ha. Con này nó dài tổng hết là 48 cm giúp em nha các anh. Mã 12 dài tổng là 48 cm với phần lưỡi là 21 cm. Đấy, các anh thấy nè, phần răng lợi con này là còn rất là ok ha. Các anh dùng đi chơi, đi phượt, làm bonsai, cây cảnh, cưa cây, cưa cành đều là ngon hết, chuẩn hết ha. Đây. Dạ rồi, con này mã số 12 giúp em, giá của nó là 280.000 nha các anh. 12 280.000 ạ. Và 13 là một con sủi của nhà Banco. Dòng này là dòng Banco Ego hoa các anh, luôn là những cái phân khúc mới và đắt tiền của nhà Banco. Hàng của Sweden, Thụy Điển, Made in Sweden, đây các anh thấy rõ không ạ? Đó, con này thì hãng nó làm rất là tinh tế ha, với những cái đường tay cầm này, khi các anh cầm nó hạn chế là bị mỏi. Tổng chiều dài của con này sẽ là 25 cm với đường lưỡi của nó. Đây, để em đo đường lưỡi. Đường lưỡi con này là 5 cm giúp em nha các anh. Đường lưỡi của con Banco này sẽ là 5 cm. Và cái lưỡi sủi con này á, nó hay ở chỗ là nó sẽ có hai cái đầu. Nên các anh cùn đầu nào thì mình chỉ cần xoay lại. Và cái tiếp theo là đối với những cái sủi này các anh không có cần phải thay lưỡi thường xuyên, tại vì nó có thể mài bén được ha. Mã số 13, giá con này là 300.000 giúp em nha các anh. 13 300.000 ạ. Và 14 là một bộ vít thử điện. Đó, bộ này hàng của nhà Vetsale nha các anh. Đây, các anh thấy bộ này thì nó sẽ có 6 cây và bộ còn rất là mới ha. Đây các anh có thể thấy nè, full hết nè.
Đó, ba kia hai cạnh các đầu chuyển là đầy đủ hết, đây các anh thấy hàng còn mới nguyên này, các anh thấy không? Đó. Thì con này đây cái thân của nó ha. Đó. Đây, thân còn rất là đẹp. Nói chung bộ này là hàng mới ngon nha các anh ơi, không có gì để chê ở bộ này ha, rất là đẹp. Bộ này thì em đã thử điện lên điện hoạt động tốt đó, thì khi mà các anh làm đó thì nó vừa có hoạt động như một cây vít và vừa tích hợp tính năng thử điện luôn, nên là con này rất là an toàn để làm việc ha. Mã 14, giá của nó là 380.000 giúp em ạ. 14 380.000. Và 15 là một bộ khuét nha các anh, một bộ khuét. Con này là hàng của Nhật giúp em này, của Kanazawa đó các anh. Đây logo của nó đây. Đây các anh thấy không ạ? Đó, nên là đôi khi các anh đừng có hỏi em là tại sao trên đây nó không có chữ Japan hay là nó không có cái chữ gì hết, tại vì những cái dòng này á nó không có con nào có cái thương hiệu nó như vậy nha các anh. Cái thương hiệu của cái con này nó là như vậy ha. Thường thì nó sẽ được bọc ở bên ngoài một cái hộp nữa đây. Anh nào mình biết mình xài rồi thì các anh sẽ biết ha. Đó, nên là các anh cứ yên tâm về chất lượng đối với những cái dòng này. Đây, đây là đầu mũi khoan của nó này, các anh thấy không? Đây, khoan này. Đầu này. Đầu còn mới đẹp nha các anh. Đây. Đó, còn đẹp này, hai bên lưỡi khuyết còn rất là ngon ha. Đó, con này thì các anh có thể mình dùng để mình khuyết với cái đây các anh thấy này, nó có chia hết nè, bán kính đường kính này nó chia hết ha. Đó. Dạ rồi, con khuyết này mã 15 giá là 350.000 nha các anh, 15 350.000 ạ. Và mã 16 là một con cảo bạc đạn của nhà Super. Hai các anh, size này thì rất là thông dụng, tuy nhiên thì rất là ít ít có mấy dòng này ha. Đó, nó thuộc cái size thông dụng để kéo nhưng mà nó lại ít có ha. Đó. Nên anh nào mình xài thì chốt liền giúp em con này đời AB1 này các anh, hàng của nhà Super ha. Thì giờ em sẽ đo con này nó dài chân là 7 cm nha các anh, nó size nhỏ đó 7 cm. Trục chính của nó sẽ là tầm 9 cm ha các anh. Đó. Chân của con này, chân con này là tầm 2 cm nha các anh. Đó, đây các anh thấy này. Con này là hàng còn đẹp nguyên. Đây các anh thấy đẹp nguyên, chân chưa tì vết nha các anh ơi. Đấy, còn hàng còn ngon nguyên, chân chưa tì vết. Các trục đồng, các trục xoay còn ngon hết nha các anh. Đó, nên là con này anh nào mình xài mình chốt liền giúp em, hoặc là các anh thích sưu tầm những dòng này. Con này nói chung là không có gì để chê hết các anh. Là mã 16. Một con khá là thông dụng ha. Giá của con này là 650.000 giúp em nhé các anh, 16 650.000. Và 17 là một con dao. Con này dạng con dao sport, dao đi săn đó các anh. Đó. Thì con này các anh dùng ở biển, ở rừng gì thì đều được ha. Tại vì cái size của nó là thuộc cái size dạng size nhỏ đó, để mình có thể mang theo được nè. Thông số của con này thì nó sẽ dài tổng là 19,5, với đường lưỡi của nó là tầm 10 cm nha các anh. Và dài của con này thì con này nó sẽ dài tầm khoảng 3 ly, 3 ly hơn ha. Tầm khoảng 3 ly ha. Đó, đây các anh thấy trên đây nó để chữ Sport Knife ha, dạng dao thể thao nè, của nhà Avenue giúp em ha. Ở đây là hai bên con này là ốp sừng hết nha các anh. Lưỡi này, lưỡi đẹp còn đẹp nha các anh, tay trái tay phải đều xài được nha các anh. Mã 17. Con này giá của nó là 500.000 nha các anh, 17 500.000. Và mã 18 là một con dao cạo của nhà Kogakiri. Con này là hàng của Nhật, thép không rỉ nha các anh. Đây, cái thân dao này là thép không rỉ này. Con này thì các anh sẽ mình nó không có lưỡi mà các anh sẽ tự để lưỡi dao lam vô giúp em ha. Đây, con này mình sẽ tự để lưỡi vào trong đây giúp em ha. Đó, nên là nó cũng rất là dễ xài, dễ sử dụng, an toàn. Cái con này thì anh nào mình làm về mình làm mở tiệm làm tóc các kiểu mình mua con này cực kỳ ok ha, dạng thép không rỉ này. Với nếu mà thân mà nếu mà canh bung hết ra, tổng chiều dài con này là 21 cm nha các anh. Đó, rất là ngon. Con này các anh mua ở nhà về mình tự cạo râu cũng được nè. Đó. Ngon lành canh đào, bỏ lưỡi lam vô là mình xài được rồi các anh. Mã 18, giá của con này là 250.000 ạ, 18 250.000. Dạ, 19 là một cuộn thước dây nha các anh. Cuộn thước dây ha. Bộ này thì hàng của nhà KDS, hàng của Checkmate Nhật Bản nha các anh. Đó. Thì để em mở ra bên trong cho các anh nhìn kỹ về cái dây này. Các anh thấy không? Này, nhìn là biết dây
chất lượng. Đây các anh thấy này, rất là ngon ha. Nó vừa có cái độ mềm nhưng mà nó cũng rất là chắc để các anh có thể làm việc này. Đây các anh thấy này. Đó, con này thì 2 mét ha, dài tổng là 2 mét, các số đều còn đẹp hết nha các anh ơi. Đó. Con này mã số 19 giúp em, giá của nó là 150.000 nha các anh, 19 150.000. Giá 20 là một con đầu chuyển của Snap-on. Thì các anh thấy nè, những cái dòng đầu chuyển của Snap-on, cái chất thép lúc nào nó cũng cực kỳ dày dặn và nó mang một cái chất riêng của nó ha, nên là đối với những cái dòng Snap mà các anh xài cực kỳ bền. Đầu con này thì nó sẽ chuyển từ 1/2 sang 3/4, đôi khi có những cái con ốc ha, mình phải cần dùng cái đầu gắn và size 3/4 này, các anh có những cái khẩu đó nhưng mà mình lại không có cái cần phù hợp, thì nó có thể gắn vào cái cần đầu 1/2 và nó chuyển sang cái đầu 3/4 để các anh có thể gắn những cái khẩu, hoặc những cái khẩu lớn mình làm trong cái công nghiệp cũng được ha. Đây các anh thấy này, đây Snap-on, hàng của Mỹ giúp em ha, USA, đầu rất là đẹp nha. Con này mã số 20. Mã 20 giúp em, giá là 350.000 nha các anh, 20 350.000. Giá 21 là một con khóa của Snap-on. Con khóa này là 12 14 hàng đẹp nha các anh ơi. Dòng này là con bóng gương cực kỳ chất lượng ha, Snap-on USA. Đây các anh nhìn các đầu của nó này, đẹp nguyên ha. Đó, các anh thấy không? Anh nào mình sưu tầm những dòng này chốt giúp em ha. Cái này nó không phải là nó bị sét đâu nha các anh. Đây, nó bị dính một ít đất gì đó, mình vệ sinh chút xíu của nó ra cho nó cũng không phải sét đâu. Đây, mấy con này là còn đẹp chưa sét này, mình về nói chung là nó bị hơi bị dính đất thôi ha các gà. Đó, nói chung con này đẹp nguyên ha. Mã 21 giúp em, giá của nó là 300.000 nha các gà, 21 300.000. Giá 22 cũng là một con vít của Snap-on luôn ha. Hôm nay là có một phun một cụm là của Snap hết này các gà. Thông số con này là 27 sen với vít của nó là 15 sen nha các anh. Con này là vít no 2 ha. À, xin lỗi, vít no 4 nha. Con này là no 4 giúp em nè. Đầu của nó đây nè các anh. Đó. Đây là phần đầu vít ha. Đây là phần đầu vít của nó. Con này thì nó sẽ có thêm cái trợ lực ở đây để khi mà các anh vặn mà mình không đủ lực á, mình có thể cắm thêm con mỏ lết gì đó vô mình vặn trợ lực giùm ha. Con này hàng của Snap, mã số 22, giá là 230.000 nha các anh, 230.000. 23, một con mỏ lết rất đẹp của nhà Lobster ngày hôm nay nha các anh ơi. Có con này là nó quá là xuất sắc nè. Ờ, thì các anh có thể thấy là bên ngoài nó được bọc một cái lớp dạng cao su nhựa ha các anh. Đó, để khi mà các anh mình vặn mở, thứ nhất là nó có cái ma sát, thứ hai là nó êm ha, để mình vặn hoạt động tốt. Thông số con này là dài tổng cho là 20 sen ha các anh. Đó. Với cái ngàm của con này là 3 sen tương đương là 30 mm và nó là dạng mỏ lết ngàm nhanh, nó mở từ 8 cho tới 30 ha các anh. Đó, đây mở từ 8 cho tới 30. Và các anh thấy là ở đó cái đây để em chiếu rõ đây. Ngàm con này là vẫn còn rất là ok nha các anh ơi, ngàm đẹp ha. Bên trong bên ngoài là rất là ok ha. Đó, ở đây thì nó sẽ có hai cái khứa ra như thế này để khi mà các anh vặn những con bu lông nó không có bị cấn cái cạnh của con bu lông, nó làm xước hoặc nó làm móp ha. Đây. Con này mã số 23, giá của nó là 300.000 giúp em nha các anh, mỏ lết Lobster 23 300.000 ạ. Giá 24 là một con kìm mỏ nhỏ dạng mũi cong của Snap-on nha các anh. Đó, đây một cụm Snap, anh nào thích cây nào chốt cho em. Đây các anh thấy nè, Snap USA này, các anh thấy không? Ký hiệu nè. Đó, đây ký hiệu nè. Đó, các anh thấy không? S nè. Đây là ký hiệu độc quyền của dòng Snap ha. Các anh thấy là đây là nó đều có cái ký hiệu chữ S này nè. Ha, USA, hàng của Mỹ. Thì thông số của con này nó sẽ là dài là 18. Con này nó dài tổng là 18 cm với cái mũi không của nó đã 5,5 rồi nè. Đây các anh thấy cái mũi đây này, để 5,5 sen. Thì con này nó dạng kìm mỏ nhọn và các anh có thể là làm việc trong các ngóc ngách được ha các anh. Đó, để mở bên trong răng lợi, ngàm nghiếc răng lợi con này là còn rất là ngon nha các anh ơi. Đây. Đó. Tay cầm chắc, khỏe, đẹp. Nói chung con này thì các anh mua để mình xài sưu tầm đều được. Mã 24.
Đây, mũi đẹp nha các bạn. Con này giá của nó là 550.000 giúp em, 24 550.000. Và 25 là một con thước kẹp của nhà Mitutoyo ha các bạn. Đây. Một dòng thước kẹp của nhà Mitutoyo, con này size số là 0.05, rất là nhỏ ha. Các hình chữ số là còn đẹp nguyên này, không có bị mờ, không có bị gì hết trơn hết các bạn. Đây, hàng nội địa này, các bạn thấy không ạ? Đó. Đây. Riêng cái dòng Mitutoyo này á, thì nó sẽ có cái logo ở đây ha, thay vì nó sẽ có cái đời như những cây khác ở đây, thì đối với cái dòng này nó sẽ có cái logo ở đây. Đó, đây các anh chú ý giúp em ha. Đó, nè. Đây những cái logo này. Nè. Đấy, em thấy không? Nói chung là con này, và đặc biệt là hai cái bên đầu của con này thì vẫn còn là ok ha các bạn. Đây các anh có thể thấy nè. Vẫn còn rất là khít nha, rất là khít. Không có bị hở ha, không có bị hở. Không có bị mòn. Con này mã 25, giá của nó là 430.000 nha các bạn, 25 430.000. Và 26 là một con khóa của Top. Con này thì khóa là 19 và 22 nha các bạn. Hàng của Nhật giúp em là Japan. Nói chung là những cái dòng của Top này thì cái chất lượng của nó, mấy anh nào mà mình làm dạng nặng á, đều rất thích xài những cái dòng này ha. Tại vì nó rất là khỏe và nó không có bị tuôn, nó rất là bền ha. Đó, đây các anh thấy này, các đầu của nó là còn đẹp nguyên ha. Dạ rồi, con này mã số 26, giá của nó là 300.000 nha các bạn, 26 300.000 ạ. Dạ, 27 là một bộ lục giác của hiệu Ace giúp em. À, thì bộ này thông số sẽ là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 và 8 nha các anh. Bộ này nó sẽ gồm có 2, 4, 6, 8, 9 cây luôn nha các anh. 9 cây, tổng là 9 cây. Ở ngoài nó sẽ được phủ một cái lớp không rỉ nè. Bên trong các đường, đây các anh thấy cái bộ này thì các đầu còn mới nguyên chưa xài luôn. Mấy bộ này là chưa xài nha các anh. Đó, mã 27, bộ này giá là 280.000 nha các anh, 27, 280.000. Và 28 là một bộ rất là đẹp ngày hôm nay, một bộ cần khẩu nha các anh. Bộ này thì nó của nhà là Asahi full hộp ha. Bộ này của Asahi full hộp này, các anh thấy nè, ở trên đây là đầy đủ những thông số và bộ này là cũng không thiếu cái nào hết nha các anh. Đó, thì trước hết thì về cần thì con này nó sẽ sở hữu là ba dạng cần cơ bản với các dạng cần nối và các đầu khẩu ha. Thì trước tiên thì em sẽ lên về cái cây cần lắc này trước nha. Dạ, đây là đầu tiên là một cây cần lắc của nhà Asahi. Đó, con này được phủ một lớp chrome đầu 1/4 ha. Cái bộ này là bộ 1/4 nha các anh, bộ 1/4 giúp em ha. Thông số dài của nó là 12,5 cm, cây đầu tiên. Đây, cây cần lắc. Dạ, tiếp theo nha các anh. Đây, tiếp theo là một dạng cây cần vít đầu 1/4 luôn. Cây này thì dài 14,5 cm nha các anh, cũng còn rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này bộ mới này. Cây yên tâm ha. Cây tiếp theo là một cây cần lắt léo nha các anh. Đây là dạng cây cần lắt léo, dài tổng là 15 cm. Đó, con này là dài 15 cm, với cái đầu nó có thể lắt léo được 180 độ này, để các anh có thể làm việc trong các ngóc ngách được ha. Đó, đây là cây cần lắt léo này. Bộ này hàng đẹp hết luôn đó các anh ơi. Dạ, đây là một cái cây cây cần chữ T đây, để nó có thể gắn vào trong đây này. Đó, nó thành cây cần chữ T cũng được này. Đây các anh thấy không? Đó, đây cây cần này ha. Tiếp theo là một cái đầu khẩu nối dài. Đây, khẩu nối dài 1/4 là 1/4. Cây cần nối dài này thì nó dài tổng là nó dài, con này nó dài khoảng 7 cm nha các anh, cho là tầm 7 cm giúp em ha. Đó. Đó, con này là 7 cm ha. Và tiếp theo là một bộ khẩu ở đây, thì các anh thấy là bộ bên đây sẽ là lục giác, còn hai bên đây sẽ là dạng hoa thị, cái đầu hoa thị này, các anh thấy không? Thì thông số sẽ là 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ha. Và bên đây hai khẩu lục giác, bên đây sẽ là dạng 10 này.
10 và 8 ha, 10 và 8 thì thường là nó sẽ có thể in ở đây. Như ở đây 3/8 là dạng in nè. Đó, 5/16 và nó có quy đổi ra đây là 8 nè. Đó. Đây, có thể thấy. Còn nói chung bộ này là tất cả cái khẩu ở đây là còn đẹp nguyên chưa xài nên các không cần phải lăn tăn ha. Dạ rồi, mã 28 bộ này giá là 650.000 giúp em nha các anh, rất là đầy đủ hàng của Asahi cực chất full hộp hàng đẹp. Mã 28 650.000. Dạ, mã 29 là một con kìm tút dây của nhà Vixel. Con này thì tìm tút dây hệ B giúp em này. Các anh có thể thấy nè, con này là tút 1.1.6, 2.2.6 và 3.2 ha. Tút rất là khỏe. Đó, lò xo khỏe, tút ok, lưỡi đẹp nè, không có bị sứt mẻ ha. Thì những cái con này các anh có thể tút dạng đầu dây, giữa dây, cuối dây gì đều được hết, nó không có bị giới hạn ha. Đó, và nó sẽ tút được nhiều phi trên cùng một con, mình không có cần phải đổi nhiều dòng ha. Con này mã số 29. Giá là 350.000 nha các anh, 29 350.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 29 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.